Tiếp tục chương trình là thông tin trên lĩnh vực tư pháp. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Văn Lượng, sinh năm 1996, bị cáo Ninh Văn Đương, sinh năm 1994, về tội giết người, bị cáo Ninh Văn Nam, sinh năm 1981, bị cáo Đoàn Thị Kim Huệ, sinh năm 1986, về tội cố ý gây thương tích. Các bị cáo đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Di Linh. Theo cáo trạng, vào sáng ngày 23 tháng 11 năm 2016, bị cáo Ninh Văn Nam phát hiện bị hại là anh Trần Văn Thà, sinh năm 1973 tại huyện Di Linh, đang chặt phá hơn 20 gốc cà phê tại vườn của gia đình, nên Nam đã gọi điện cho vợ là Đoàn Thị Kim Huệ và nói Huệ tìm Đoàn Văn Lượng và Ninh Văn Đương đánh anh Thà để cảnh cáo. Sau đó, Lượng và Đương lấy một cán dao phát bằng tre, một cây sắt tròn, một cây tiếu sắt và một dao Thái Lan đi tìm anh Thà. Thấy anh Thà đang chạy xe tại đoạn đường đất tiểu khu 688 xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, Lượng và Đương chặn đánh. Ninh Văn Đương dùng cán dao phát bằng tre đánh nhiều nhát vào tay và chân, vai của anh Thà. Còn Lượng dùng dao Thái Lan đâm hai nhát vào vai trái, ba nhát vào vùng bụng của anh Thà, khiến anh tử vong tại chỗ. Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo Đoàn Văn Lượng là coi thường pháp luật, xâm phạm đến tính mạng của người khác. Nhưng lỗi một phần là do người bị hại gây nên. Vì vậy, tòa tuyên án bị cáo Đoàn Văn Lượng 12 năm tù giam. Đối với bị cáo Ninh Văn Đương, do chỉ dùng cán dao phát đánh bị hại, nên bị cáo Đương bị xử lý về tội cố ý gây thương tích và chịu mức án 7 năm tù. Bị cáo Ninh Văn Nam chịu mức án 7 năm tù giam và bị cáo Đoàn Thị Kim Huệ chịu mức án 3 năm tù treo, 5 năm thử thách và giao về địa phương để quản thúc. Các bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền trên 114 triệu đồng.